con ở giữa gia đình, sống làm sao để đám ân tình, con biển trời đi tắm trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Ba lô hoa bé nhỏ dạy con nhờ mẹ cha ơn chồng nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, con hiểu không bao giờ quên. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày vang an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái bơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đám ân tình, ơn biển trời đi tắm trong tim. Kính thưa cha Tô Ma, kính thưa ông Cố, bà Cố được Chúa gọi về, hôm nay cộng đoàn giáo họ Ba Thánh Chúc Lạc của chúng con cũng như cộng đoàn cũng như quý khách gần xa hiệp nhau nơi đây để cầu nguyện. 83 năm cuộc đời của bà Cố không ít nhiều gì lỗi phạm. Vâng, con cũng kính thưa cộng đoàn cũng như xin phép cha Tô Ma và ông Cố để cầu nguyện cho bà Maria. Vâng, con mời cộng đoàn mình tiến gần đến để hiệp ý cầu nguyện cho bà Cố Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn nan ơn thiêng. Lạy Chúa, con tin thật có một đã xôn thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã khoan hứa sự Chúa. Con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét. Ông đồ gửi tín hữu Roma: anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết, từ cõi thế nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã lên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô nệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền năng của tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu trên dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà gồm phúc. Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Kính Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc na hơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà cùng phúc na. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, Tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống quả thật. Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi tin kính Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, dường tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta dâng lời nguyện chung trong niềm tin vào Chúa Kitô Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu. Chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà cố Maria, xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy đã tiếp nhận mầm sống vinh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà cố Maria, xưa kia đã rước Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang hợp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong nước vinh quang Chúa Trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lời dân Chúa này vang. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là bà cố Maria đã hết lòng trong cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian, 33 năm cùng Địa qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa đưa linh hồn Maria qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn bà cố Maria. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin thánh hóa gia đình chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa ban trị sự giáo họ Ba cũng như toàn thể quý cộng đoàn giáo họ Ba, gia đình tăng quyến chúng con không biết lấy lời gì để diễn tả hết được những cái tình cảm và sự ưu ái của ban trị sự giáo họ Ba đã dành cho bà cố Maria của chúng con. Trong lúc bà cố Maria của chúng con còn nằm trên giường bệnh, quý ban đã đến chia sẻ dâng lời cầu nguyện cho bệnh nhân, mà quan trọng nhất là vị giúp kẻ liệt đã giúp cho bà cố của chúng tôi đến chút hơi thở cuối cùng. Đó là gia đình chúng tôi đã hân hạnh lắm. Bây giờ đây, hôm nay bà cố Maria của gia đình tăng quyến chúng con đã được Chúa gọi về. Quý vị đứng tập trung nơi đây để dâng lời cầu nguyện và chia sẻ với gia đình. Thì con cũng được xin thay lời cho ông Cố cũng như gia đình Tăng Gia Tăng Quyến, xin được cảm ơn nhất là ban trị sự giáo họ cũng như cộng đoàn trong giáo họ 3 đã dành những tình cảm và sự ưu ái đến với gia đình của ông Cố và gia đình Tăng Gia Tăng Quyến chúng con. Một lần nữa xin cúi đầu cảm ơn. Vâng, con có xin thông báo tham dự thánh lễ cuối cùng. Vâng, con kính thưa cũng như ban trị sự của giáo họ để 7 giờ ngày mai có mặt ở đây. Vâng, con chân thành cảm ơn. Kính thưa Tăng Quyến, kính thưa quý ông bà đang hiện diện nơi đây. Hôm nay chúc cất linh hồn bà Cố Maria về với Chúa và anh em mẹ kèn của giáo sư Thọ Lâm. Chúng tôi được gia đình cho biết tin. Giờ đây anh em chúng tôi đến đây trước hết xin được chia buồn cùng Tăng Quyến và cũng dâng lời cầu nguyện xin Chúa là đứng giàu lòng thương xót, thương tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm, những thiếu sót mà bà Cố đã trót phạm ở trên trần gian này để sớm đưa bà Cố về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Bây giờ đây kính mời quý tăng cha cùng quý ông bà hợp ý với anh em chúng tôi để dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sang nước Cha chỉ đền ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đại ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là an. Hãy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn bà Cố Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lạ vui vẻ vô cùng. Amen. Con dâng Chúa những lời kinh, và ngày đây con dâng Chúa những hy sinh, để đền bù thay bao tội tình. Tháng ngày dài xa chốn ngục hình, dâng đưa về tầm con. Xin Chúa thương linh hồn bà cô Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Maria, xin Chúa thương linh hồn Maria, và dẫn tôi phúc vinh muôn đời. Trời là Cha phép tác vô cùng, dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống đại sinh bởi bà Maria, đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siô-phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, trên mà táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. And xã từ trần gian, xin cho người mùi yên năm tháng, lúc trên đời mới được hề hoan. Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành, một đời sống hy sinh tìm về đến an bình, hưởng nguồn vui trong Chúa Chí Thánh. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn kiếp, cày tuyến sông cho đi để được chết này. theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết vào khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Xin cho con biết lắng nghe nơi Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe nơi Ngài dạy con lúc này. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lời Ngài, Ngài muốn con làm chi? Nơi Ngài là sáng đời con, nơi Ngài là ánh sáng đời con, nơi Ngài là chiếu chân hy vọng, là đường để con hằng rơi bước. Nơi Ngài luôn chất ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Nơi Ngài đổi mới cho cuộc đời, nơi Ngài hạnh phúc cho đời con. Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúng ta thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn bà cô Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin đón nhận linh hồn bà cô Maria vào nước hằng sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn bà cô Maria. Xin cho linh hồn bà cố Maria được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn bà cố Maria nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn bà cô Maria được hưởng phúc thánh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đôi nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin vào phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn bà cố Maria. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là bà cố Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tình yêu con nay như hao mòn, muôn đời tìm trong thao thức. Lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương dịu dịu con. Về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chúng con trông cậy nhờ Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, Nếu Chúa chấm tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hay trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người. Thay thái lạy Chúa, xin ban cho linh hồn bà cố Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn bà cố Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con ước mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này, vượt quên đi những nỗi lo, tồn vui theo bước chân Cha. Con muốn trông cậy Chúa, khát nào em đến ngủ yên trong tay mẹ hiền bao lời mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn nhiều trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Lời ra thành trai tìm Đức Chúa Giêsu, lời trai tìm ngược thanh ngược định ra thanh nước bà Maria, lời ông Thánh Giuse Thánh Thần. Amen. Và kính thưa ban hội kiện của giáo xứ Thọ Lâm, kể từ ngày bà cố Maria của chúng gia đình Tăng Gia Tăng Quyên chúng con về với Thiên Chúa, hôm nay cũng là ngày đêm cuối của bà cố Maria chúng con còn quản tại Tư Gia, mà ngày mai là ngày đưa bà cố chúng con tới thánh đường tham dự thánh lễ và nghi thức nơi an táng. Và hôm nay quý vị đã đến đây chia sẻ và dâng tiếng hát, tiếng kèn cho lên với bà cố Maria của gia đình chúng tôi. Vậy một lần nữa xin thay lời cho ông cố cũng như gia đình Tăng Gia Tăng Quyến, một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình cảm và sự ưu ái đến với gia đình Tăng Gia Tăng Quyến chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Thưa chị cố Maria, trước thi hài bất động của chị, chúng em được tin tất cả các cháu trong gia đình, trong lúc còn sống, anh chị em mình cũng ít gặp nhau, thời gian xa cách vì môi sinh của mỗi người nên không gần gũi anh chị với các cháu được. Hôm nay chúng em nghe tin chị được Chúa gọi về, chúng em chỉ biết đến đây để van nài với Chúa, xin Chúa tha thứ mọi thiếu sót của chị khi chị còn sống nơi dương thế. Nếu có điều gì chưa đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy lấy lòng nhân từ, xót thương vô biên và tha thứ mọi thiếu sót cho chị, và xin Chúa đưa chị về hưởng hạnh phúc trong nước Chúa. Và khi chị về với Chúa rồi, xin chị cũng cầu bầu cùng Chúa cho anh cũng như tất cả các cháu luôn được khỏe mạnh, tâm hồn được bình an, và các cháu luôn được sự che chở của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Giờ đây chúng em cùng với các cháu cùng dâng lên Chúa lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho linh hồn Maria. Và giờ đây chúng con xin dâng lên những nén nhang như hương trầm tỏa bay lên trước thiên nhan Chúa để cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu, nên tới thiên đường nhiệm màu. Thiết thà là như cánh và kêu sương, Chúa ơi, Chúa ơi. Lòng con chân thành sức, vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mãi tơ và gây cao siêu lên tôn thờ. Con khấn xin người thương tình, khẩn cầu là Chúa hãy dù lòng thương, ban muôn hồng ân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, trần thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xác nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siô Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì này chúng con tin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Maria mà chúng con đang cầu nguyện nơi đây, hoặc còn giam nơi nữa luyện tội, thì xin Chúa con mở cửa tù rạc ấy, mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa có tôi nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng cùng vì lời